Xin chào mọi cô chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Thì hôm nay á, là rất là vui mừng luôn nghe vì được anh ở bên Úc có gửi tặng một món ăn mới rất là lạ đó với lại bà con ở đây. Thì hôm nay là bánh canh tiền hay gọi là bánh canh quế cả nhà. Tại tiền nhà tiền thì nấu bánh canh này nha. Đây, bánh canh quế thì cái nồi nước lèo nè. Đây. Nó rất là sền sệt luôn nha, nó không có đậm, nó không có lỏng bỏng giống như là bánh canh thường của mình. Đây nó đậm như vậy nè cả nhà. Ăn thì nó rất là ngon nha. Ở trong này thì có thịt ở dưới đít nha. Đây. Thịt nè, thịt bằm ở trong đây. Nó bị hết đít, hết đít. Mình có một năng đó, nó hết. Đây. Có củ cải đỏ nè với lại huyết nha. Bên này thì mình có là trứng cút với lại tôm. Rồi giờ là tiền với lại Hiếm Ba sẽ thay mặt anh bên Úc để mà gửi tặng những phần bánh canh quế này gửi đến cho bà con nha. Thì em đại diện cho bà con cảm ơn anh nha. Chúc anh lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nè, luôn luôn gặp nhiều may mắn. Rồi hôm nay là anh bên Úc gửi tặng bánh canh quế với lại nước nha ông bà cô chú ơi. Anh cũng chúc cho bà con mình ăn buổi trưa thật là ngon miệng luôn. Hôm nay thì nước thì tiền sẽ thay đổi đó là nước Mirinda với lại Pepsi nha cả nhà. Rồi. Đây. Đây bên đây là bánh canh quế. Nè, ở trong này thì cái nồi nước thì nó sẽ như thế này cả nhà, nó đặt sọt 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 gì đó. Ở đây thì nguyên một cái mâm nè. Dạ. Đổ hết rồi đó. Không, giờ tiền sẽ lấy cái này ra luôn. Hôm nay thì mình sẽ để ba cái trứng cút nha, với lại một con tôm. Ở đây thì là có tỏi phi nè. Ở đây thì hành với lại ngò gai nha. Rồi, mình cho tươi thêm. Dạ rồi, đây. Rồi, chúc chú ngon miệng luôn. Dạ. Hai thằng bữa luôn. Nên lấy bọc này. Cảm ơn anh bên Úc. Cảm ơn anh bên Úc thôi. Dạ anh bên Úc đi. Anh này anh mới. Rồi chú Ninh ơi. Rồi chúc chú Ninh ngon miệng nha. Cảm ơn anh. Dạ. Anh nốt luôn. Dạ. Hôm nay là bà con rất là vui luôn á anh ơi. Được cái phần bánh canh này ăn vào buổi trưa thì rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn nha. Rồi đây chị tiền gửi. Chúc em ngon miệng nha. Rồi lên luôn. Rồi nó múc đó. Rồi đây, chị tiền gửi. Được không? Được không? Ừ. Nóng không con? Nóng không? Mốt bưng đi mốt ơi. Để nóng nó. Gà quýt nóng mà. Rồi cho tiền gửi em luôn. Bán được không? Hôm nay là anh muốn thay đổi cho bà con mình ăn món mới cho nó ngon miệng. Dạ rồi, đây, em gửi luôn. Vâng, giống. Ừ. Ở đây thì tiền không có lấy thịt, mình chỉ bầm thịt vô thôi cả nhà. Cho nó ngọt cái nồi nướng. Mua thịt. Dạ rồi, đây. Dạ. Kê sao bà Năm ơi. Rồi, cảm ơn. Dạ, lấy cái bịch vạch ra giùm em đi. Dễ cầm. Dạ rồi.
một cái thôi. Dạ rồi. Rồi chúc chú ngon miệng luôn. Dạ. Rồi chúc bà Năm ngon miệng nha. Dạ. Bé là bọc hả bé? Bữa nay đổi món mới vui không? Hả? Ăn món lạ lạ hả? Này của em phải không? Ừ. Cứ tới bé này bịch này nha em ba. Rồi cái tô này của ai lên giùm chị tiền luôn. Rồi của em nè. Rồi. À, em bưng được không? Không bưng được thì em bưng về đi rồi em quay lại em bưng hai tô nữa. Còn mấy đưa cho em xách đi. Cho nó gọn. Gì dạ? Rồi chúc em ngon miệng nha. Dạ. Cái tô nhỏ quá cho nên là để ít nước. Rồi chị tiền gửi. Bọc này là của bé nhỏ không? Rồi đi về đi rồi cô kia lấy cho. Ừ. Rồi lên đi dì Thắm ơi, dịch bọc cho giùm con. Xe đó. Lên. Giặt bọc ra giùm con để bịch vô. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, chúc chị ngon miệng nha. Dạ. Dạ rồi, chúc gì ngon miệng nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Nãy giờ ăn món này chơi gì? Thấy nó lạ phải không? Dạ, hôm nay ăn thử nha. Hôm nay đổi thấy sao ngon nè, ngon. Dạ. Hôm nay đổi món mới cho mấy gì ăn. Dạ. Dạ rồi, ăn đấy Thảo với lại anh. Dạ rồi. Rồi chúc bà ngon miệng nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ chúc gì ngon miệng nha. Dạ, dạ, luôn. Dạ, lấy nước chưa Tư? Dạ. Cái bị gì vậy em ba? Tự động nó bật lên hả? Nó sao kỳ vậy? Mình lấy cái tâm mình nhặn nó xuống.
nè. Tô đây nè, nó. Tô đây nè. Tô bực tôi rồi. Rồi chúc bà Bảy ngon miệng nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Mẹ ngủ luôn, ngủ đi, ngủ cũng nghe ba ba canh chứ vậy. Rồi cảm ơn con. Dạ rồi, chúc hai ngon miệng. Ngủ đi, bánh canh ra cũng lại nữa. Dạ. Nhớ lấy chai nước trước giùm con nha. Rồi, bưng được không em? Nè em bưng gì chị tiền chỉ cho. Nè, vậy nè. Ừ. Bưng ở trên vậy nè, cầm vậy nè. Được không? Thím ba đừng cho chồng nữa em ba. Dạ rồi. Dạ anh Bình Úc. Anh Bình Úc, cảm ơn anh Bình Úc. Dạ chúc bà Tư ngon miệng. Dạ rồi. Dạ. Tắt luôn hả ba? Sao con thấy nó ụt ụt mà? Này có anh Tăng hả? Rồi em gửi luôn. Rồi cảm ơn. Dạ. Sao lại đi cổ rồi chúc tư ngon miệng. Dạ. Thôi đừng chồng. Thôi đừng chồng, đừng chồng, đừng có chồng, cầm giùm con đi. Cầm đi nó tới mình lấy xuống. Dạ rồi, dạ chúc gì ngon miệng luôn. Ở đây là chị. Tôm đâu? Đây nè. Nè tôm. Có rồi. Tôm gì? Có rồi. Còn có nó tới tới đi. Rồi chúc bà Năm ngon miệng. Dạ. Dẫn nó xích lên đi Út. Cho nó đừng có đụng cái nồi. Rồi đây. Rồi cảm ơn. Dạ lấy cho nước chưa? Lấy rồi. Lấy rồi hả? Dạ. Rồi cãi có cái bự. Rồi để không đầy rồi có. Rồi nóng chơi để cho nó màu quá đừng nước giật. Dạ rồi. Có bự nó nóng. Dạ. Bưng thở không được. Có bự mà cho nóng mà cho. Cái này không nóng nè. Cái ít nước cũng được. Đầy quá mình nào. Dạ rồi con gửi. Rồi xích lên trên đây giùm con luôn. Dạ. Dạ rồi này là lấy giùm anh Quy, anh Quy bị bệnh đó cả nhà cho nên tiền gửi luôn. Mình ăn câu có người Việt mình hoài nhán là Quế. Đây cho tôi được á. Sao đi tới hoài mà thấy. Dạ rồi. Nghe. Dạ, lấy nước chưa? Rồi. Chú. Trong là bà lỏng trong đó. Cảm ơn hai cô, chú, cảm ơn. Đi nhau có cơm đâu, ngồi bất lỡ, ngủ qua không có chụp không. Rồi, chị tiền gửi em. Ừ. Từ từ xe nha, nhớ nhìn xe. Thank you.
Rồi, của em nè. Rồi. Rồi của em đã nào. Tô đó đó. Nó cái tố này gì nè. Thấy không? Đúng không? Ừ. Thằng kia rồi sau cái tụi đợi chưa tiếp ăn của tất cả hai chồng được. Rồi đây, quý vị phải không? Dạ. Tô nhỏ quá. Bé đó bọc hả bé? Dạ. Qua đặt mà lo quá không tin. Nên tô nhiều quên bọc. Rồi, đây. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Trời, của ai? Của bà đấy là lên đi. Rồi, cái chuyện ngon miệng luôn. Cái phiên mà ba định để dao để huyết đi trên đi mày. Dạ. Dao này không? Không lỡ để đi. Thôi kệ để lỡ rồi để đi. Mày nó định để huyết thôi. Bây giờ táo hết. Đừng để huyết nha tiền. Dạ rồi. Sao không chạch bọc cái nhìn chị tiền đi. Em cầm về sao được. Ai lấy bọc thì dạch bọc sẵn đi. Rồi đây chị tiền gửi. Ơi. Làm tao biết người nào bọc người ta vô bọc. Ít nước biết được. Ít nước thì sao nhiêu được rồi. Nó không thấm cộng bánh canh. Thấy nó chạy đó. Không có ăn nhiều. Rồi con gửi ba ba luôn. Cảm ơn. Dạ. Đứng xét, đừng có đẩy lên nữa, từ từ đi hết lên. Bữa nay bán bánh canh này lạ mà đắt quá anh ơi. Bữa nào chú phải suy nghĩ món mới nữa quá anh ơi. Rồi đây chị tiền gửi. Rồi chúc em ngon miệng. Sao nào bà đó? Ngon á. Rồi cảm ơn luôn nha. Dạ, chúc chú ngon miệng. Dạ. Dạ, em cảm ơn luôn nha. Dạ. Rồi chưa tiền gửi. Dạ. Cho con cha mẹ. Dạ. Bà Tám về hả chị? Dạ. Vẫn qua. Qua. Rồi em gửi. Rồi em cảm ơn chị. Ừ. Dạ. Tô nãy hả? Hơn chứ. Bởi vậy xứng đáng á cái bộ. Rồi, dạ chúc bà tươi ngon miệng. Rồi, chị tiền gửi em. Không cảm ơn không? Sao không nghe vậy trơn hả? Nó lớn lên. Thì Mỹ mà. Ủa?
Dạ rồi, con gửi luôn. Cảm ơn chú nha. Dạ. Xe nhanh. Rồi lên luôn bé ơi. Đây. Dạ. Rồi về đây bà ngoại bưng giùm cho bánh canh chú Hải. Dạ rồi, dạ. Con mấy tô luôn hả? Ồ, cầm cửa hả? Rồi, rồi ăn bọc hả? Ăn bọc hả? Này thì cho phải rồi, hai chồng mày không cho nè. Gì hả? Tối đi dành ăn. Ra sao giùm em luôn chị ơi. Ra sao, ra sao. Từ từ tới. Lịch sử. Rồi đây của chị. Dạ, cầm chắc. Tôi còn nhỏ rồi, nó bọc nữa nè. Chị lên chị. Rồi em gửi luôn. Từ từ nghe, đổ. Đầy quá. Bọc đó đó, anh Hoàng dành cái bọc đó đúng rồi đó. Xe, xe. Bọc quai. Vô trong, vô trong. Bọc quai dạch ra, bọc này ta đựng này rồi. Dạ, cảm ơn. Đó, vậy đó. Nè. Ông bỏ ông ở đây ông rạch luôn tôi. Cái tô rồi đây nè. Đây nè, mắc cái tô rồi. Rồi, rồi chúc anh ngon ngẹn. Xin cảm ơn luôn. Dạ. Tao trọng rồi mà tao đơn bên này. Đợi cái tô nữa hả? Chưa nhìn thấy. Trăm bằng lại. Nhiều mà. Hết rồi. Nè chắc còn khoảng vài chục tô nữa hết. Rồi, cảm ơn luôn nha. Dạ. Cái giò đau tiên á. Thằng cao là đôi hả? Nó bự con nó ăn nhiều. Chồng nó đó, chồng nó được. Có lấy chai nước chưa? Rồi, rồi chút con mẹ. Dạ. Rồi em gửi luôn. Dạ. Của này của ai? Đụng hoài nó có nóng được đâu. Nó có sôi đâu. Rồi, gửi cô luôn. Dạ. Rồi, gửi nhà Hải luôn. Dạ. Cái mèo nó mới ăn mà nó không ăn vô. Kêu nó đi thì nó bánh canh địa này nó kẹo nữa ngon. Rồi chúc chị ngon miệng luôn. Cảm ơn. Dạ. Con cửa tô cái gì kìa. Con cái thao nóng cho mày bưng đi. Cái thao nóng không. Cái thao nóng nổi. Dạ. Đâu có lường nước được. Mình chỉ lường thịt thôi. Lần thịt nhiều khi còn mình nhiều khi mình còn không biết nữa. Chạy dạch ra đây rồi chúc chị ngon miệng.
quá siêu. Chuyên nghiệp. Ơi à, em đi lấy cái tô này rồi sao em cầm nổi, chị Tiền cầm còn nóng nữa đó. Hả? Nè em cầm hai vành đi nè. Em cầm hai vành đi vậy nè, được không? Rồi được rồi. Không có nóng. Trên vành không có nóng. Nóng để xuống nghe được chục nha. Để nhẹ nhẹ xuống nghe không? Dạ, cái này của ai? Bà hai tô mà. Hai bọc mà. Hồi nãy hai bà hai cầm cái tô lại mà. Bể rồi hả? Dạ rồi, chúc bà hai ngon miệng, lấy chai nước giùm con nha. Trồng nước lên nữa kìa. Trồng có trồng đó, không có trồng đó đâu. Đấy là còn nước nữa không? Còn 2 ba lắm. Rồi, đây, gửi luôn. Rồi, chúc chú ngon miệng nha. Được, bà bỏ tô cho làm bọc. Còn không? Dạ còn. Còn đứng trong hàng vô, hồi thì hết á, chạy là hết á. Rồi biết rồi đó, ông đó mà lấy đâu. Rồi đây cho tiền gãy. Ừ. Dạch bọc ra. Lên đây, lên đây. Rồi, chúc em ngon miệng. Em dịnh cái bọc đi cho tiền để vô vụt cái bể luôn á. Không cảm ơn hả? Ừ. Rồi, tới ai? Lên luôn. Con lấy nước vô. Rồi, cho tiền gửi. Ừ. Ủa bán cái gì mà lựa dữ vậy ta? Mực. À khô mực đó hả? Cho đó, dắt ăn vô lên đây. Ủa hình như nãy hứa cho 1 ký á. Cảm ơn nha. Cho 1 ký vậy đó. Biết nữa. Đứng nới vô con xe đứng xa vậy. Còn mấy tô nó hết rồi. Rồi, dạ chúc chị ngon miệng. Cái gì em ba? Dạ đúng rồi. Dạ rồi, chúc chị ngon miệng luôn. Hai nhỏ đó. Tới tô rồi đó hả? Rồi, chúc em ngon miệng. Ừ. Rồi. Dạ chúc
tư không bạn? Rồi em gửi luôn. Dạ. Rồi hết. Hết khách rồi. Đây từ nãy giờ thì cũng khá là đông luôn á anh ơi. Còn tầm khoảng mấy nồi nó mấy tô mười mấy tô nó hết rồi quá. Còn ai á? Bạch Thông á em. Lấy nước trước giùm chị tiền đi. Chị rồi chúc em ngon miệng nha. Rồi chị tiền gửi em. Đây bỏ xe đắng kìa. Tôi kéo cái kia. Bốn bịch nữa anh ba. Rồi đây cho tiền gửi. Một bịch này là còn bốn nữa nè. Đó, còn hai mấy đứa nó đứng đó. Ba đứa nó là rồi đó nha, không có lĩnh nữa, đủ rồi đó. Hết bánh canh luôn hả gì? Hết canh luôn. Nhưng mà còn tôm nè. Thì mày lấy ba bốn tô nữa. Bé còn. Ba bốn tô nó hết bánh canh rồi. Hết bánh canh luôn hả? Rồi đây cho tiền gửi. Ba đó là cuối cùng đúng không? Ờ, ba này nó cuối cùng đó. Mấy bà kinh đậu ba mình giống nó một chút đó. Đốt đó. Nhắm đây. Mày lấy cái bọt kìa, thằng lấy chai đó chưa? Lấy chai chai đó chưa? Ba hạ bữa bà đi bỏ thằng chai. Rồi đây cho tiền gửi nè, giặt bọc ra. Ê! Bọc rồi, giặt bọc đi, lấy nước. Lấy nước, lấy nước. Gì vậy? Hết hồn mà, hết hồn mà. Đưa cái hộp bánh canh dưới lại tao. Xe đó. Xe chết vô ngay đứng qua lò. Bọc nó hết luôn hả ba? Ừ. Rồi. Còn bọc nữa nè. Còn bọc nữa phải không? Ừ, còn bọc nữa ai xin cho bọc nữa. Rồi cho tiền gửi em luôn. Ừ. Rồi chị tiền gửi em luôn. Dạ em cảm ơn. Ừ. 2, 4, 5. Còn bịch nữa hả em ba? Với em ba cũng đã gửi tặng 100 phần
bánh canh quế với lại 100 chai nước Pepsi xá xị nha anh. Thì bữa nay thì thiếu bánh canh này, thì ba bóc nói chung là làm cái này thì cũng không có liều lượng cho nên là cũng thiếu dư ra 4 tô. Còn một bịch một hồi ai lại thì em sẽ gửi tặng luôn nha. Thì một lần nữa em cảm ơn anh Bên Út rất là nhiều nha. Chúc anh lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng luôn quan tâm và ủng hộ bà con ở xóm của em. Cảm ơn cả nhà lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ video của Tiền. Còn bây giờ xin chào, bye bye.